Mặc dù không phải phiên trực vào tối ngày 21 tháng 9, nhưng khi phát hiện có xe container bị chết máy đang nằm trên đường sắt đoạn Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, anh Trần Hoàng Tùng, tổ trưởng chắn đường ngang Ngọc Hồi đã chạy xe máy đi báo tin và đã cứu đoàn tàu SE6 với gần 200 hành khách khỏi tai nạn. Hành động này của anh Tùng đã được Tổng công ty Đường sắt vinh danh vào chiều nay tại Hà Nội. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hành động của nhân viên gác chắn Trần Hoàng Tùng không chỉ thể hiện sự nhanh trí, dũng cảm, mà nó đã giúp ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc trên quốc lộ 1A. Đây là hình ảnh đẹp của nhân viên đường sắt cần được nhân rộng. Thấy những cái hiện tượng như vậy thì làm như thế nào? Đấy là những cái mà những nhà quản lý chúng tôi sẽ phải tiếp tục để mà làm để cho mọi người dân đều có thể giúp ngành đường sắt cũng như là giúp mọi công dân tham gia giao thông có thể tránh được những chướng ngại vật giống như đồng chí Tùng có thể làm được. Trước đó vào tối ngày 21 tháng 9, anh Trần Hoàng Tùng đang đi trên quốc lộ 1 thì thấy xe container nằm vắt ngang đường sắt Bắc Nam. Đây là đường ngang, chỉ có cảnh báo tự động, không có người gác. Phán đoán xe container còn bị mắc kẹt thời gian dài, trong khi tàu SE6 từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến khoảng 20 phút nữa để vào ga Hà Nội và tàu SE1 cũng sắp khởi hành từ ga Hà Nội đi tới. Anh Tùng vội chạy xe máy đến trạm gác chắn tàu cách đó 700m để báo cho trực ban dừng tàu tại ga Thường Tín và ga Văn Điển. Tôi không nghĩ là hành động của tôi là được mọi người tuyên dương vậy. Tôi chỉ đơn giản là mong là an toàn hành xa, an toàn đường sắt và an toàn cho mọi người là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Sự việc này cũng một lần nữa cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Đặc biệt là tình trạng xe cơ giới băng qua đường sắt sai quy định, đe dọa an toàn chạy tàu.